Tập 196 P2 Đại chiến hải tặc, chuyện tình lãng mạn tại biển phía Nam. Suneo đang kể cho nhóm bạn nghe về chuyện xưa vào thời đại khai phá giữa thế kỷ 16. Quân cướp biển trên đảo Caribe đã chiếm đóng những hòn đảo ở đây, rồi cuộc chiến tranh giành lãnh địa đã diễn ra. Cả đám nghe xong thì há hốc mồm, quá ngầu luôn. Suneo còn nói thêm, khi mà cướp biển dương cờ, in hình đầu lâu lên trên cột buồm, có nghĩa là hãy đầu hàng đi. Nobita liền thắc mắc, tại sao Suneo lại có thể cho cái mô hình này vào lọ thủy tinh được chứ?